Hello, xin chào các bạn. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn toàn bộ cái quy trình nuôi cái con rùa biển đen. Thì từ giai đoạn mà ủ trứng đến cái giai đoạn mà chúng ta thu trứng đó, thì các bạn có nuôi con rùa biển đen này thì chúng ta cố gắng dành chút ít thời gian để xem cái video này. Tại vì cái video này mình chia sẻ là toàn bộ quy trình luôn, cho nên nó hơi dài, thì các bạn cố gắng chúng ta xem cho hết để chúng ta biết cái cách mà chúng ta nuôi để chúng ta ứng dụng vào trong chăn nuôi của chúng ta. Rồi các bạn dành chút ít thời gian để theo dõi cái video của mình nhé. Rồi ở đây mình có hai cái hũ trứng, thì mỗi cái hũ trứng là 5g nha các bạn. Thì mình đây cám là mình lấy nửa ký, đang hũ nửa ký. Và bây giờ mình tiến hành cho nước vô nha các bạn. Thì nước chúng ta cho đổ vô đại các bạn, chúng ta không cần lường gì hết á. Cám thì chúng ta ví dụ mà không cân được thì chúng ta cũng nhắm đại cho cái nó tráng cái đít thau chúng ta là khoảng chừng 2 phân thôi. Đó. Nếu chúng ta 10g thì cái thau gấp đôi thau này các bạn, 10g thì chúng ta 1 ký cám nha. Còn 5g mình đây 5g thì nửa ký cám. Và mình đổ nước sắp sắp lên. Đây. Rồi, đổ nước sắp sắp lên, khỏi cần canh gì hết. Đây cũng đổ nước sắp sắp lên luôn. Thì nửa ký cám thì khoảng nửa lít nước nha các bạn. Rồi kế tiếp trứng khi là các bạn ví dụ các bạn có mua trứng á, thì chúng ta khi trứng chúng ta nhận được thì nếu mà trứng chưa nở các bạn, thì chúng ta để cho cái trứng của con rùa nó nở lác đác và bà con trong cái keo này đi. Các bạn nhìn thấy nè, nó đã nở lác đác rồi. Thì đa số là người ta bán trứng bây giờ người ta sẽ đóng vào cái keo như thế này các bạn, cho nó chắc chắn đó. Mà mình đây cũng vậy, thì chúng ta không cần phải lấy cái gì mà chúng ta đổ ra hết, chúng ta mở cái nắp keo này ra thôi. Đây. Cái này chúng ta mở cái nắp keo ra ha. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta bỏ đặt vô giữa cái thao cám của ta, và chúng ta hơi nghiêng qua đây đó, nghiêng qua đó, nghiêng và cho con ấu trùng nó tự bò ra các bạn, nó khỏi cần sợ, nó bò không nổi, nó bò hết ráo à. Và cái này có dính thì ta bỏ vô luôn. Và cái keo bên đây cũng vậy, để hơi nghiêng. Đảm bảo các bạn là mình ủ cái cách này là tỷ lệ trứng là nó nở đạt là từ 95 đến 100% tùy chất lượng của trứng, và không bị hao hụt. Đó, nếu chúng ta đổ ra cái dĩa hoặc cái giấy cà tông hay cái gì đó thì lỡ mà nước nó, chúng ta vũ với nước chăn vô thì sẽ bị ướt trứng và trứng nó sẽ bị hỏng. Và cái tiếp nữa thì mình đây có cái cám vừa khô, thì nếu có thì chúng ta rắc vô, rắc xung quanh. Thì mục đích của cám vừa khô này là để chống quá tải như các bạn. Ví dụ mà chúng ta ủ mà cái nó nở nhiều quá thì nó sẽ rút vô cái cám dừa này nè, đó. Túi vô cái cám dừa. Còn không có cũng được, không sao hết. Không có thì chúng ta cố gắng, khi mà chúng ta ủ trứng á, chúng ta lấy cái thau bự bự chút xíu. Và một còn một cái quan trọng nữa các bạn, cái này là quan trọng nhất nè các bạn. Tại vì chúng ta đặt cái keo vậy, cái này nè, cái này là cái tâm đắc của mình nhất nè. Hồi đó mình không biết á, là tỷ lệ hao hụt rất là nhiều. Cái này là cái cám ngô rồi các bạn, này là cái cám ngô. Hoặc nếu chúng ta không có cám ngô thì chúng ta sử dụng cám gạo cũng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ rắc xung quanh các bạn, rắc xung quanh cái thành thao này nè, rắc xung quanh cái thành thao đó. Bên đây cũng vậy, rắc xung quanh cái thành thao. Rồi mục đích ta sử dụng cái cám ngô và cám gạo để làm gì, là để ngăn cho những con ấu trùng non nó không có bò ra ngoài đó. Con ấu trùng non á, khi mà nó nở ra nó bị xuống thức ăn, nó bị sốc nhiệt thì bắt buộc nó sẽ bò ra đó, nó sẽ kiếm đường nó bò ra ngoài, và những cái thành thao như vậy là nó bò tuốt hết các bạn. Thì chúng ta rắc cái hàng cám ngô và cám gạo vòng vòng đây, thì để cho nó khi mà nó bò ra tới cái này, tới cái thành thao này nè, là nó sẽ bị nó trơn và nó rớt ra xuống, nó không bò ra được đó. Nếu mà các bạn mà không có rắc cái cám này thì bảo đảm là cỡ nào nó cũng bò ra hết các bạn đó, nó bò ra là bò ra dữ dằn lắm. Mình đó mình bị là bò ra trắng dành trắng cái thao rồi luôn nè. Rồi 10g mình nuôi chỉ được có chừng khoảng 6-7 kg à, tại vì nó bò ra từ khoảng 50% hơn, có thể là bò ra 60% luôn đó. Cho nên các bạn chú ý cái khâu mà chúng ta sử dụng cái cám gạo hoặc cái cám ngô cũng là
vòng vòng xung quanh cái thành thao để cho mấy con ốc trùng non nó không bò ra. Rồi sau khi mà chúng ta đã thực hiện xong như thế này rồi thì bây giờ chúng ta lấy cái tấm lưới các bạn, cái tấm lưới mà dạng ta làm cái mùng tấm lưới chống côn trùng các bạn, đó, chúng ta đẩy lên trên. Đây chúng ta đẩy lên trên thì mục đích cái tấm lưới này để là ngăn không cho cái những cái con ruồi nhà của chúng ta nó bay vô đây nó đẻ. Đó, nó đẻ ra thì mốt cái trong cái máng ủ của mình á là lộn ruồi nhà đó, nó không có đẹp cho cái hỗn hợp của mình. Cho nên chúng ta phải lấy cái tấm lưới chống côn trùng ta đậy lại. Tuyệt đối nó không dùng cái bao hoặc là cái tấm giấy cà tông đậy nha các bạn. Tại vì nó hầm hơi thì nó khi nó hầm hơi thì cái hơi nước nó bốc lên thì nó dính vô cái không thoát ra ngoài môi trường được, thì nó bám vô cái thành thao này thì con ốc trùng non nó cũng bám theo đó nó bò ra. Cho nên chúng ta chỉ đậy, nếu đậy thì chúng ta đậy cái tấm chống côn trùng này thôi. À, xong. Đây là quy trình các cái cách ủ trứng. Rồi, xin chào các bạn. Thì sau khi mình ủ trứng được 6 ngày thì đây là bước thứ hai nha các bạn. Thì các bạn thấy không? Đây là hai cái khay. Mỗi một khay là chỉ có mình ủ cái hõm là bằng cái thao này rồi các bạn. Thì nó chặt quá rồi mình sang ra cái khay ngày hôm qua. Và đồng thời là mình dưỡng cho con ốc trùng non nó phát triển tốt hơn bằng cách là mình đến ngày thứ năm thì nó ăn hết cái thức ăn là mình ủ nửa ký thức ăn này các bạn, đối với 5g trứng. Và mình ngày hôm đó là mình sẽ sang ra cái khay như thế này và mình bổ sung thêm mỗi một cái khay như vậy, mỗi 5g trứng như vậy là thêm nửa ký cám nha các bạn, nửa cám gà con, để mục đích là mình kích cho con sâu nó phát triển tốt hơn và nó khô khô như thế này nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Con ốc trùng này là hôm nay là đến ngày thứ 6 là 6 ngày tuổi rồi các bạn. Đó, con trùng rất là đạt. Tại vì mình nuôi là phải đúng kỹ thuật nha các bạn, chứ ta không đúng kỹ thuật là ốc trùng ta không có đạt. Có một số bạn là đến ngày thứ 3 sau khi nó nở, bạn vừa thấy được con ốc trùng là các bạn đưa xuống máng liền, bạn đưa ra máng cho ăn ba đậu thì không bao giờ nó phát triển tốt và không bao giờ nó đạt được cái trọng lượng nha các bạn. Thì lúc đó nó sẽ bị hao hụt từ từ. Cho nên mình sẽ kích cho con ốc trùng nó mạnh lên bằng cách là ngày thứ 5 nó ăn hết cái cám ủ của mình thì mình sẽ thêm mỗi một, ví dụ 5g trứng là nửa ký cám, còn 10g trứng thì chúng ta cho thêm một ký cám gà nữa thì chúng ta sang ra cái máng lớn hơn. Ví dụ như là cái ngày hôm đó mình ủ, hướng dẫn các bạn là ủ trứng đó là cái bước 1 đó là ủ bằng cái thao nhỏ vậy là 5g trứng, rồi ngày thứ 5 nó ăn hết cái nửa ký cám này thì mình sẽ sang ra cái máng cái khay này là cho thêm nửa ký cám nữa, đối với 5g. Còn các bạn ủ 10g thì chúng ta chia làm hai khay. Đó, thì mỗi một khay vậy chúng ta cứ cho vô nửa ký cám, còn cho thêm nước. Rồi, đó các bạn. Cái này là cái bí quyết của mình nha các bạn. Nếu các bạn không biết thì ta nuôi là không có đạt. Đó, con trùng nó nở không có đạt, nó phát triển không có đạt, nó yếu con trùng. Nó bị heo hụt lúc nhỏ. Rồi đến cái ngày hôm nay là ngày thứ 6 đó các bạn. Mình thề với các bạn luôn là như đây chỉ có 5g trứng thôi nè các bạn. Đó. Là không hơn không kém, là mình ủ không bò ra con nào hết, là nó được như thế này nè các bạn. Đó. Rất là nhiều, các bạn thấy không? Rạng con luôn. Rồi tiếp kế tiếp là cái bước hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là ta sang ra cái máng lớn, xuống máng lớn. Thì mỗi một cái 5g trứng như này thì là mình phải có 5kg sắc đậu các bạn. 5kg sắc đậu. Thì bên đây mình cũng 5kg sắc đậu luôn, là 10kg. Đồng thời chúng ta chuẩn bị thêm 1kg cám nữa nha các bạn. Đó, 1kg cám gà con nữa. Mình tiếp tục kích cho con sâu nó mạnh hơn nữa để nó ăn triệt để những cái cám này, tại vì nó còn non rất là yếu. Đó, cho nên mình phải lúc nhỏ mình phải cưng đó, nuôi dưỡng nó để cho nó không bị hao hụt. Rồi mình trải ra một lớp là dày nhất là 2 phân thôi nha các bạn. Dày nhất là 2 phân thôi. Rồi mình sẽ đổ ra, đổ đều cái hỗn hợp 5g trứng này ra. Đó, đổ đều lên. Đó, đổ đều lên. Đó, các bạn thấy kìa, có 5g nó nở thì ghê hồn không? Rồi mình thề với các bạn luôn, chỉ có 5g thôi, mình không có thêm một miếng trứng nào nữa hết. Như vậy là mới đạt nè các bạn. Chứ chúng ta mua mà mấy chục gram mà về chúng ta ủ chật quá thì nó bị hao hụt lúc nhỏ, nó nóng nó hao hụt lúc nhỏ hoặc nó bò ra mình cũng hay. Đó. Thì cái cách ủ của mình như là cái đoạn đầu đó là mình ủ vậy là không bao giờ nó bò ra nên nó rất là đạt và mình dưỡng con sâu non như thế này nè.
Rồi, cái cám này mình rắc lên các bạn. Một bên nửa ký nữa nha các bạn. Thì cái non lúc non này thì mình chịu tốn chút xíu đi để cho con sâu nó phát triển tốt đi, rồi mình cái này là đến giai đoạn là ngày thứ 8 đó. Ngày nay là ngày 6, cách ngày mai rồi ngày 1 nó ăn hết. Nửa một bên là nửa cái cám với 5 ký sắc đậu này thì chúng ta sẽ cho ăn tạp nhạp được rồi. Đó, đồng thời chúng ta thêm nước. Chế nước vô. Chế nước vô. Thì hai mình cũng chia sẻ các bạn luôn hai cái máng này thì mình sẽ thử nghiệm là một cái máng bên đây là nuôi sạt và một cái máng bên đây là mình sẽ nuôi nước. Đó, như là rộn ràng hôm nay trên cái kênh YouTube mình sẽ thử nghiệm thực tế từ trứng luôn coi nó đạt hay không và mình so sánh như thế nào. Rồi đây là cái đồng thời nha, nếu chúng ta có ruồi nhiều quá, ruồi nhà hoặc ruồi xanh nhiều quá thì chúng ta lấy lưới chống côn trùng này các bạn. Lưới chống côn trùng này chúng ta đậy lại để cho mấy ruồi nó không vô đẻ bậy. Để mốt nó lộn là ruồi nhà, ấu trùng ruồi nhà nhiều lắm là không có đẹp cho cái máng nuôi của mình. Rồi, đây là cái giai đoạn thứ hai. Đó, rồi mình sẽ tiếp tục cái giai đoạn thứ ba. Rồi, tiếp tục. Đây là giai đoạn thứ ba nè các bạn. Thì giai đoạn thứ ba này chúng ta sẽ là 8 ngày rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho ăn tạp nhạp nha các bạn. Đó, bên đây là 5g trứng nè, thì bên đây là mình nuôi sạch, còn bên đây là cũng 5g trứng luôn, thì mình cũng nuôi là thử nghiệm nuôi nước và so sánh giữa nuôi nước và nuôi sạch như thế nào. Thì mình bây giờ mình sẽ làm cái nuôi sạch này trước. Thì hôm nay là ngày thứ 8, thì ngày 8 là con ấu trùng nó phát triển nó được như thế này rồi nè các bạn. Đó, như thế này rồi, sau khi mình cho nó ăn cái đặt xuống máng cho ăn 5kg bả đậu và nửa ký cám thì nó được như thế này rồi. Rồi bây giờ ngày thứ 8 thì mình sẽ vô mang và vô nước. Đối với cái sạch này thì 5g mình sẽ cho vô là 3 lít men thôi. Và mình sẽ cho nước vô sạch sạch, luôn giữ cái độ nó sạch sạch. Và mình tiếp tục bổ sung thức ăn. Nếu nó hết thì mình tiếp tục bổ sung thức ăn. Thì cái này nó hết thì nó sẽ xuống màu các bạn. Xuống màu thức ăn chúng ta thì chúng ta bổ sung thêm thức ăn. Bả đậu ăn tạp nhạp đó, nói chung là tạp nhạp ăn cái gì cũng được mà con người chúng ta bỏ ra thì nó ăn được. Thì chú ý là coi chừng có tồn thuốc bảo vệ thực vật là không tốt, thì sau đó chúng ta sẽ bị chết. Tồn thì còn chợ ta về ta rửa cho sạch đó. Nếu ta kỹ nữa thì ta ngâm qua nước muối. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho men vô. Thì cái 5g nuôi sạch này thì mình sẽ cho là 3 lít men. Bây giờ 8 ngày thì mình cho trước là 1,5 lít thôi. Đó. Rồi sau là 2 ngày nữa thì mình sẽ cho thêm 1,5 lít nữa để mình khử mùi. Cái men này khử mùi tốt lắm các bạn. Kích cho con sâu nó ăn nhanh. Đó. Và nó khử mùi. Và cái ô nước bên đây thì mình sẽ là cho cũng 5g trứng luôn, thì mình sẽ cho vô 6 lít men. Đó. Và thức ăn mình cứ cho vô khi nó hết. Đó. Và mình sẽ ghi lại. Khi mà cuối cùng thì mình sẽ ghi lại coi chi phí giữa hai cái hỗn hợp nuôi nước và nuôi nhão này nó là bao nhiêu và mình sẽ thu được hoạch được con ấu trùng là bao nhiêu ký và so sánh. Rồi bây giờ mình sẽ vô nông nước, nuôi nước nè các bạn. Đến ngày thứ 8 bây giờ mình mới nông nước vô từ từ nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ cho men vô trước. Cho 3 lít men, cái chai Coca này mình 2 chai. Đều ra. Ra nấu nước thì cũng phải có dinh dưỡng các bạn. Thì mình đây mình lót dưới đây nè cái sắc đậu nè. Này chắc mình phải cho thêm 1-2kg cám gà gì nữa cho nó đủ cái chất đạm sau nó phát triển. Rồi đường nha các bạn. Nếu chúng ta không có mật rỉ đường thì chúng ta dùng cái đường cát. Đường tán cũng được. Đường tán thì ta nấu chảy ra. Thì đường cát này nó rẻ hơn cái đường tán. Mật rỉ đường thì tầm khoảng là 10.000 đồng 1kg. Thì cái đường này thì chi phí nó cao hơn. Đường này 15.000. Mình cho đường vô luôn, thì nuôi nước bắt buộc phải có đường để làm cho nó trong cái nước. Rồi, rồi bây giờ mình vô nước luôn. Bạn nhớ là tới ngày thứ 8 ta nâng nước, là nước sớm quá. Từ đầu mình nuôi, mình ụp nước vô, ụp thẳng 1kg ấu trùng vô cái khay nước thì nó sẽ bị ngộp. Đó, chết khoảng là 40-50%. Còn mình đông từ từ vô vậy thì nó không có chết. Đó.
cứ thế mình nấu nước vô từ từ. Còn bé ta nuôi sò thì mình cũng cho nước vô luôn các bạn. Nước lại vô. Rồi khi mà con ốc rùm nó ăn thức ăn này và nó lớn lên thì mình sẽ ban ra cho giáp cái máng nữa các bạn, tiếp tục bổ sung thêm thức ăn tạp nhạt đó, thức ăn mà chúng ta tận dụng được ở địa phương của mình, bầu ngúp gì chúng ta đưa vô. Rồi bên đây cũng vậy, nếu chúng ta mà có nuôi nước này thì có cái những trái cây chín các bạn, chúng ta đưa vô, dù như xà chín hoặc đu đủ chín thì nó mê lắm. Rồi đây là giai đoạn thứ ba. Rồi tiếp tục hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái giai đoạn thứ tư, cái giai đoạn mà chúng ta nuôi con ốc trùng này để gầy ra con giống. Thì cái giai đoạn trước khi vào cái nội dung cái giai đoạn thứ tư thì mình xin chia sẻ một ít về cái vấn đề mà mình đang thử nghiệm giữa nuôi trong hai cái môi trường, là cái môi trường nước và là bên phải màn hình của chúng ta, và cái môi trường nuôi sạch là bên trái của màn hình của chúng ta. Thì vốn mình bỏ vô trong đây là tổng cộng hết là 80.000 rồi các bạn, mỗi bên là 80.000 rồi. Rồi 5 con trứng, mình tính luôn cái tiền trứng nha các bạn, là 80.000 rồi. Thì mình hy vọng là 4 ngày nữa thì sẽ thu được mỗi bên là 15kg ấu trùng thương phẩm. Đó, là ấu trùng 14 ngày. Rồi, cái bên đây là nuôi nước các bạn. Nuôi nước thì mình đừng có bỏ vô mà mình đổ lỏng bỏng vô các bạn. Thì đây nè, mình tạo ở dưới một cái lớp nền cho ấu trùng, đó là cái xác đậu. Đó các bạn. Đây. Và lộn xộn ba cái lặt vặt này kia nọ, cơm thừa đó. Đó, các bạn thấy con ấu trùng thì nó bây giờ nó còn cái màu trắng đó, nó triển rất là tốt tại vì bây giờ nó còn dinh dưỡng rồi các bạn. Rồi bên đây là cái môi trường nuôi sạch. Đây, nuôi sạch thì nó cũng phát triển tương đương với cái nuôi bằng nước bên kia. Thì cái giai đoạn này hết hôm nay là ngày thứ 10, thì từ ngày hôm nay đến ngày thứ 14 nếu chúng ta cung cấp đầy đủ thức ăn cho nó thì nó sẽ phát triển gấp thêm là 4 lần nha các bạn. Đó, gấp 4 lần nữa. Đó, ví dụ con trùng như thế này thì nó sẽ lớn gấp 4 lần này nữa. Đó, 4 lần nữa. Đó, giai đoạn này nó phát triển tốt lắm, mạnh lắm nè các bạn, nếu chúng ta cung cấp đầy đủ thức ăn cho nó. Rồi đến ngày thứ 14, 15 là nó như bên đây nè các bạn. Đó, thì bên đây thì khi chúng ta mà nuôi giống các bạn, chúng ta đừng có nuôi chặt quá. Thì cái máng của mình như thế này là 1,5 mét vuông. Đó, mét vuông thì tối đa trong đây là khoảng 10kg thôi các bạn, 10kg ấu trùng thôi. Đó, chứ đừng có nhiều quá, chúng ta mà nhiều quá thì con ấu trùng chúng ta nó không có đủ thức ăn và nó tranh cái chỗ ở. Đó, nó sẽ sinh nhiệt, nó nóng và con ấu trùng ta phát triển không tốt. Thì chúng ta thưa thưa này thôi. Thì cái máng này mình chắc khoảng là 7-8kg thôi chứ không có tới 10kg đâu các bạn. Đó, chúng ta thưa thưa vậy thôi. Là con ấu trùng này là 15 ngày tuổi đó các bạn. Đó, đã chuyển sang màu nâu rồi. Đó, nó chuyển sang màu nâu rồi đây. Là nó chuẩn bị lột xác cái nâu này ra là nó sẽ thành màu đen đó các bạn. Đó, 15 ngày nè. 14 ngày, ví dụ ta nuôi sệt 14 ngày. Rồi đến ngày thứ 15 thì chúng ta xử lý cho nó khô lại các bạn, đừng để cho nó nước quá. Đó, bằng cách là chúng ta cho nó ăn cái cám công nghiệp cũng được nè. Rồi cái bã đậu mà hơi ráo ráo nước nè, ta bỏ vô nó cũng rút thì nó khô lại như thế này, nó không còn sệt nữa. Đó. Thì cái này là chuẩn giống các bạn, cái này là nó đẻ tốt rồi. Con cỡ cái này là cỡ cái đầu đũa rồi, nhỏ hơn đầu đũa tí. Giống cỡ này các bạn thì các bạn chú ý là khi ta nuôi giống thì ta nuôi thưa thưa thôi, đừng có nuôi chặt quá, không đủ thức ăn cho nó rồi nó tranh giành cái chỗ trú ẩn của nó, rồi sinh nhiệt nó nóng mà con trùng ta phát triển không tốt, nó đen trước ngày. Rồi bên đây là ngày thứ ấu trùng ngày thứ 17 nè các bạn. Đó, 17 nè, nó đen nè các bạn. Thì những con đen trước thì nó sẽ dồn lên ở lên một góc. Đó, ví dụ cái máng ta hơi nghiêng thì nó sẽ dồn lên trên. Đó, đây. Rồi những con mà còn trắng ở dưới thì nó tiếp tục ở dưới đây nó ăn.
Nè các bạn, tiếp tục nở nó ăn. Đó, trắng thì nở nó ăn. Để đen lên trên đây thì mình hốt đưa ra cái máng bò nha các bạn. Rồi để mình làm cho các bạn xem luôn. Tại cái này có ốc rung của mình là 17 ngày tuổi nè các bạn. Đó, 17 ngày tuổi thì đen nó dọc bên góc trên đây đây. Còn những con trắng thì ở dưới nó còn ăn. Rồi bây giờ mình hốt mình sẽ đổ qua cái máng bò. Thì chúng ta nuôi giống ít nhất là con ốc rung chúng ta phải bự như thế này các bạn. Chứ nhỏ quá này nó chặt bùng ta mà nó không có đẻ chúng ta đâu, nó đẻ xịt à. Con ốc rung ôm được 500 trứng. Cái con này nó ôm được 500 trứng nhưng mà ta nuôi nhỏ quá này nó ôm khoảng chừng 100 mấy 200 trứng. Rồi nó yếu quá nó cũng không đẻ luôn. Cho nên khi chúng ta xác định ta nuôi giống thì chúng ta phải nuôi cho tới ít nhưng mà chất lượng. Chứ chúng ta đừng có nhiều quá rồi nó không cung cấp đủ thức ăn cho nó thì nó không có chất lượng. Nó ở ra con ruồi rất là yếu. Đó. Rồi, đó, đây nè. Rồi chúng ta đổ ra như vậy. Nếu mà ấu trùng ta sạch, nó dòm lên một góc sạch như mình nãy vậy đó thì chúng ta hốt ra, hốt lần, chúng ta đổ ra cái máng bò. Thì mục đích để đổ ra cái máng bò này để cho cái ấu trùng nó khô lại các bạn. Để nó bò ra cái hộp bên đây để chúng ta thu. Đó. Đây nè. Đó, nó bò ra nè các bạn. Rồi khi mà chúng ta đổ vô đây, 2 ngày sau nó không chịu bò thì chúng ta mới sàng bỏ phân nha các bạn, sàng bỏ tất cả phân đây. Đó, chúng ta đổ ngược trở lại. Đó, như mình đây mình mới làm đây. Đó. 2 ngày nó không chịu bò ra thì mình sàng hết bỏ phân. Rồi mình không có lót ba đậu gì hết á. Cái này nó hổm đen 70% rồi mình lót một ít ba đậu. Rồi hôm nay nó hầu như nó đen được 90% rồi. Đó. Mà một số con nó cứng đầu nó không chịu bò ra cho nên mình vừa mới sàng bỏ sạch phân luôn. Rồi nó sẽ bò ra hết, giờ nó chịu nó bò ra hết. Đó, bạn thấy con trùng này rất là to. Trùng rất là to. Rồi bên đây cũng vậy, nó đang bò nữa các bạn. Đó, nó đang bò ra. Bạn nhớ nha, khi mà trong máng nuôi chúng ta nó đen nó dồn lên một bên như vậy, một góc vậy thì chúng ta hốt ra lần. Ta đổ ra cái máng bò như mình đây. Đây, mình quay xa cho các bạn xem cái máng bò của mình luôn. Đó. Đó, lại hai đầu. Rồi 2 ngày sau những con cứng đầu còn lại nó không có chịu bò ra thì chúng ta buộc chúng ta phải sàng với nước bỏ phân. Nếu mà không hợp chúng ta nuôi nhão, còn khô thì chúng ta lấy cái rổ ta sàng bỏ phân luôn, sàng khô. Đó, lấy ấu trùng lại. Thì cái lỗ nó như thế này. Đó. Rổ bự hơn chút nha các bạn. Cái này là mình sàng nước, cái rổ này sàng nước. Còn cái rổ mà chúng ta sàng bỏ phân mà lọc ấu trùng lại thì cái rổ bự hơn chút để cho phân nó dễ lọt. Đó. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Rồi khi nó bò ra như thế này thì mình phải hốt. Đó, bò như thế này. Thì mình phải hốt mình vô khai. Đó, vô khai như thế này. Và các bạn chú ý là khi chúng ta chỗ để những cái khai mà chúng ta hốt ra này á thì nó phải thoáng mát nha các bạn, không được nóng, không được hầm, không được nóng. Đó, nếu mà hầm nóng thì những con ấu trùng của chúng ta nó sẽ bò hoài. Đó, bò hoài và nó mất sức, nó không chịu đóng kén. Đó, và nó mất sức con ấu trùng của chúng ta. Và khi nó nở ra thành con ruồi thì con ruồi nó sẽ bị cục cánh và nó yếu sức, không đủ sức để nó giao phối và đẻ trứng, và nó nở ra thì vài tiếng hồ sau thì nó chết, mình đã bị rồi. Cho nên đó, chúng ta đây, rồi chúng ta lấy cái lá đậy lại. Cỡ nào chúng ta phải làm mát cái khu mà chúng ta để những con ấu trùng đen này. Đó, phải làm mát nó mới được, không để cho nó nóng. Đó, nếu mà để cho nó nóng thì nó sẽ bò hoài, nó không chịu đóng kén và nó ốm con sâu. Một số con nó không chịu đóng kén luôn, nó bò hoài luôn. Cả tháng 2 tháng nó cũng không chịu đụng kén, càng ngày nó càng nhỏ, nó càng nát lại. Nên chúng ta phải để nơi thoáng mát như này, bằng một cách chúng ta phải chống nóng đó các bạn. Đó, khi mà ta để chỗ mát là con ấu trùng ta trong một cái khai này nó đen rất là đồng loạt. Đó, đen đồng loạt cả khai luôn. Còn ta bị nóng là một số nó đen, một số nó đóng kén, còn một số còn lại nó không chịu đóng kén, nó bò hoài ở dưới, nó bò hoài. Đó là cái giai đoạn để mình vừa chia sẻ cho các bạn cái giai đoạn mà chúng ta
nuôi con ấu trùng để làm giống đó, nuôi con ấu trùng để làm giống làm sao cho tốt. Thì cái bước là 14 ngày khi chúng ta nuôi sạch thì chúng ta sang qua cái máng bên đó đó, chúng ta xử lý cho nó khô lại và tiếp tục là 10 chúng ta cho ăn 17 15 16 17 ngày là nó bắt đầu đổ đen rồi, mình hốt ra từ từ rồi mình mới bỏ ra cái máng bò. Và bỏ ra cái máng bò như thế này, 2 ngày sau nó không chịu bò ra thì mình tiếp tục mình sàng đó. Nước bị nhão thì mình sàng nước đó, mình đổ vào cái máng bên đây đó, nó sẽ bò ra hết. Và nếu chúng ta khô, các bạn không thích nuôi nước nuôi khô thì chúng ta lấy rổ chúng ta sàng. Rồi tiếp theo giai đoạn thứ 5, giai đoạn thứ 5 là cái giai đoạn mà chúng ta giai đoạn quyết định đây, giai đoạn mà chúng ta lấy trứng rồi để chúng ta nuôi cho vật nuôi chúng ta ăn hoặc là chúng ta bán. Thì mình đây mình 70% là mình bán, thì mình chỉ cho vật nuôi ăn là 30% thôi. Tại vì mình cũng bán lâu rồi, cũng gần 2 năm rồi cho nên mình cũng có mối các bạn, nên mình bán được, nhưng mà cái giá thì mình phải giảm cho người ta. Rồi sơ bộ về cái mùng ruồi, thì cái mùng ruồi tùy vào cái diện tích cái chuồng trại của các bạn, thì mình khuyên các bạn là khi mà chúng ta làm cái mùng ruồi thì chúng ta làm kiên cố các bạn đó, chuồng trại chúng ta phải kiên cố, ở trong trại chúng ta kiên cố luôn chứ không phải người ta làm tạm bợ ở ngoài vườn. Rồi mình đầu tiên hồi đó mình nuôi mình bị rồi, mình làm tạm bợ ở ngoài vườn rồi nó dớt một cây mưa rồi nó bay sạch đó, nó bay sạch luôn, bay mùng rồi ruồi kén rồi nó không còn cái gì hết, cho nên mình mới cất cái trại này kiên cố rồi mình mới đưa nó vô trong đây rồi bảo đảm mưa gió này không sợ gì hết. Và ở trên đây các bạn thấy nè, ở bên đây cái mụn này tại to thì bên đây một cái tấm tôn sáng, và ở bên đây một cái tấm tôn sáng nữa đó, để cho nó có ánh sáng mặt trời tự nhiên nó giao phối. Cái này là ban ngày nó mới giao phối các bạn, ban đêm là không các bạn đó. Ban đêm ta đốt đèn cỡ nào cũng không giao phối, chỉ có ban ngày thôi, ánh sáng mặt trời tự nhiên như thế này đó, ở đây rồi nó giao phối. Và chúng ta nhớ làm cái mùng ruồi chúng ta ánh sáng phải trải đều nha các bạn, chúng ta đừng để mà tập trung nó sáng ở một góc nào. Nếu mà ở cái góc nào nó sáng thì những con ruồi chúng ta sẽ tập trung vào cái góc đó đó. Ví dụ như cái góc này đi bị sáng ở góc này không, thì con ruồi nó sẽ tập trung ở cái góc này và nó sẽ rớt xuống dưới, ở dưới đây là nó chết, nó rớt xuống đất nó chết, con này nó đèn kia nó chết, nó hao hụt rất là nhiều. Nên cái mùng ruồi chúng ta phải là sáng, chúng ta trải đều cả cái mùng chúng ta luôn. Rồi cái mùng ruồi và cái ánh sáng bắt buộc phải có ánh sáng nha các bạn. Rồi tiếp theo cái đẻ trứng, nó giao phối nó nở và nó nở ra nó giao phối và đẻ trứng. Mình chui vô luôn. Rồi khi mà cái con ruồi chúng ta, cái ấu trùng chúng ta nó đen rồi thì khoảng là 7 ngày sau nó sẽ đóng kén đó, nó sẽ đóng kén và thì nó dao động như các bạn, từ 5 đến 7 ngày nó đóng kén và từ 5 đến 7 ngày sau nó sẽ nở. Tùy con ấu trùng chúng ta mạnh hay yếu nó sẽ nở thành con ruồi. Và khi nó nở thành con ruồi thì là thí dụ bữa nay nó nở thì ngày mai nó sẽ bắt đầu nó giao phối, nó nở rồi, nó đủ lông đủ cánh nó rồi thì ngày mai nó sẽ giao phối. Và nó giao phối cách một ngày đó, ví dụ ngày mai nó giao phối thì nó bỏ ngày mốt bữa kia nó mới đẻ nha các bạn đó, các bạn đừng có nôn. Thì từ 4 đến 5 ngày nó mới đẻ cho mình, từ khi bắt đầu nó nở 4 đến 5 ngày nó, con ruồi này nó dao động chứ không chính xác ngày được đó. Từ 4 đến 5 ngày nó sẽ đẻ cho chúng ta. Và chúng ta muốn ruồi mùng muốn con ruồi nó đẻ rộ thì cái mùng chúng ta là phải ít nhất là cái ruồi, lượng ruồi nó phải dày nha các bạn đó, vậy nha, chứ ít quá thì nó thưa quá nó cũng đẻ dở lắm đó. Lượng ruồi chúng ta phải như thế này, lượng ruồi chúng ta rất nó mạnh và nó bay mạnh như thế này đó, các bạn thấy không đó, con ruồi mình nó bay mạnh dữ lắm. Cho nên cái giai đoạn mà chúng ta dưỡng con ấu trùng đen á, cho nó mạnh khỏe, đừng để cho nó bị nóng và phải đầy đủ chất cho nó. Rồi mình vừa nói là từ 4 đến 5 ngày là nó đẻ. Thì ngay chỗ đẻ này các bạn, mình chia sẻ cái chỗ đẻ cho các bạn luôn. Nè, con ruồi nó giao phối nè các bạn.
thì nó sẽ đau đứt như thế này. Đây, còn được một con cái, bắt cho nó, bắt cho các bạn xem luôn. Đó. Nó bỏ rồi. Rồi, thì nó giao phối, rút giao phối vậy đó các bạn. Thì ngày nay giao phối thì nó bỏ một ngày, ngày mốt nó mới đẻ. Và các bạn cũng chú ý là cái con ruồi này nó phụ, con ruồi đẻ nó phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều các bạn. Nó phụ thuộc vào là 70% là cái thời tiết. Đó, ví dụ giao phối thì cũng vậy. Nó giao phối thì phải có nắng mới giao phối. Còn mà trời ui 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 không có nắng, buổi sáng á, là nó không có giao phối cho mình đâu. Và nó sẽ, các bạn để ý, nếu mà các bạn nuôi lâu thì các bạn để ý. Nó không có nắng thì nó không có giao phối. Thì cách 2 ngày, ngày sau bỏ một ngày, cách ngày tới là nó đẻ yếu liền. Đó, tại vì ngày đó nó không giao phối. Thì bỏ một ngày, thì ngày kế tiếp nó sẽ đẻ yếu liền. Và nhiệt độ thì nó, nhiệt độ nó ấm áp, nó tầm khoảng 35 độ trở lại. Từ 30 đến 35 độ là nó đẻ tốt, còn cao quá nó cũng con ruồi nó sẽ dở, cái kén chúng ta nó sẽ dở. Đó. Và lạnh quá nó cũng dở luôn, nó cũng đẻ yếu luôn. Nhiệt độ từ 30 đến 35 độ là tốt, khoảng 32 độ là ngon lành, mà ánh sáng bắt buộc chúng ta phải có. Rồi cái chỗ mà đẻ. Đây. Bây giờ là 12 giờ rồi các bạn. Thì ruồi nó cũng đang đẻ nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó còn đang đút đít nó đẻ đây. Đó, nó đút đít nó đẻ. Thì cái chỗ đầu tiên là cái thao dẫn dụ của chúng ta. Cái thao dẫn dụ thì chúng ta bỏ vô ở trong đây là sắc đậu nè. Rồi những cái gì mà thúi, ví dụ như đầu cá, ruột cá biển các bạn. Cá biển thì tốt hơn cá đồng của mình. Đó. Nó thúi nó tanh hơn. Rồi cua, ốc, rồi bả đậu, rồi ôi đủ thứ, nói chung là cái gì thúi được mà chúng ta thúi vừa thôi, thúi quá thì chúng ta chịu không nổi. Thì nếu mà cái thao dẫn dụ chúng ta càng hồi thúi thì con ruồi chúng ta nó sẽ không có đẻ bậy. Còn cái thao dẫn dụ chúng ta mà nó không tới thì con ruồi nó sẽ đẻ bậy ở ngoài mùng chúng ta rất là nhiều, những cái kẻ nó sẽ đẻ bậy. Nên chúng ta phải, cái thao dụng vụ này cũng quan trọng, ta phải cho hôi cho thối mới được. Đó, mình ở đây thì để cái sắc đậu nè, rồi mình có cái gì mình tắm vô, cái mắm nè. Đó, mắm nêm luôn các bạn, đó, mắm nêm đỏ đỏ đó. Bỏ vô cho nó có mùi. Mùi mắm nêm này cũng dễ chịu hơn cái mùi mà cá. Rồi sắc đậu cũng tương đối là cũng được. Chứ chúng ta đừng có bỏ mà cái con chuột chết vô trong đây là chịu không nổi đâu. Rồi. Ruồi nó đẻ các bạn, thì cái nẹp thì các bạn cũng biết rồi, những bạn mà nuôi lâu thì quá rõ vào cái vấn đề mà cái nẹp đẻ này rồi. Còn mình chia sẻ cho bạn mới nuôi á, thì cái nẹp này chúng ta làm bằng gỗ, gỗ tự nhiên, gỗ gì cũng được, cho nó thẳng và nó dài khoảng tùy 2,5 tấc gì đó, bề ngang nó khoảng 4 phân gì nè. Rồi chúng ta cột cái dây rút ở chính giữa tạo cho nó cái khe như thế này. Đó, cái khe nó là phải khoảng 1,5 ly các bạn, này khoảng 1,5 ly, càng nhỏ nó càng dạng đẻ, còn khe rộng quá khi ruồi chúng ta rộ kìa nó mới chịu đẻ. Đó. Các bạn, ruồi mạnh bây giờ mới 12 giờ nó đẻ bít hết rồi các bạn. Đó. Tại vì con ruồi mình nó mạnh, nó không có bị, bạn thấy không, ruồi mình không bị xè cánh. Đó. Không bị xè cánh và không bị cục cánh. Đó, ruồi nó mạnh vậy đó các bạn. Không xè cánh, không cục cánh cho nên nó đẻ trứng nhiều cho mình. Rồi, đây nữa nè các bạn. Đó. Những cái nẹp ở dưới này nó đẻ nè. Rất chịch luôn rồi. Cái nẹp này là khoảng, cái nẹp này dài 3 tấc các bạn. Thì nó đẻ là khoảng hơn 10 gram rồi. Nếu mà đẻ này, cái khe này nó cũng lớn nữa các bạn. Tại mình lấy con dây rút lớn, mình rút vô thì cái khe nó lớn thì nó đẻ hơn 10 gram. À, cũng tương đối nha, nó còn đang đẻ các bạn. Nè, thấy chưa các bạn, thấy không? Hai chỗ này có một cái khe rộng quá nó không chịu đẻ các bạn. Đó, những nó đẻ những chỗ mà khe dừa nó trước. Xong rồi nó tiếp tục hết chỗ rồi nó mới đẻ vô những cái khe lớn như mình.
Rồi. Rồi, đó. Rồi đẻ. Đó, giao phối nè các bạn. Hai con rút với nhau. Đây các bạn, nó đẻ nè. Thì bây giờ mình cũng có cái bán trứng, nhưng mà cái trứng của mình thì bán rẻ hơn người ta. Lý do là mình 70% là mình thức ăn là miễn phí các bạn. Có cái cơm công ty đó, mỗi ngày mình lấy từ được 2 đến 3 thùng. Thì cái đó mình toàn bộ là mình làm giống, cho nên đỡ tốn được 70% chi phí thức ăn. Thì các bạn nuôi cũng vậy, chúng ta nên tìm cho mình một cái nguồn thức ăn gì mà miễn phí á, từ 50% trở lên chúng ta nuôi mới có lời các bạn. Chứ mà chúng ta mua thức ăn nhiều quá thì cái nuôi con giống này nó ăn dữ lắm các bạn ơi, ăn dài, ăn kéo dài, mà phải nói là ăn thức ăn đủ chất đó, đủ đạm đủ chất nó mới đẻ cho mình. Còn ăn mà bả đậu không nó cũng đẻ xìu các bạn. Nuôi bả đậu không thì chúng ta chỉ nuôi thương phẩm cho gà vịt cá chúng ta ăn thôi, còn nuôi giống thì chúng ta đặc biệt phải là dưỡng cho con ấu trùng ta đủ chất mạnh thì nó mới đẻ trứng cho chúng ta nhiều. Thì quay lại cái nội dung mà mình bán trứng rẻ là do mình cái nguồn thức ăn của mình là miễn phí được 70%. Rồi cái trứng này thì chiều nay mình lấy, nếu mà các bạn bán thì chúng ta đóng hàng đi luôn. Đó. Thì cái trứng này khi mà chiều nay lấy thì cách 3 đêm sau nó sẽ nở. Ví dụ như là đêm nay là đêm thứ 6, bỏ đêm thứ 6 này, bỏ đêm thứ 7. Đêm chủ nhật nó sẽ bắt đầu nó nở các bạn. Những con đẻ mà cái chắc sáng á, ví dụ 7 8 giờ nó đẻ thì sẽ bắt đầu nó nở ở cái đêm thứ 6, đêm chủ nhật. Đó, thì 3 đêm đó. 3 đêm nó sẽ nở và sáng ngày hôm sau nó sẽ nở rộ hết cho các bạn luôn. 72 tiếng đồng hồ rồi nó nở với chúng ta, 3 ngày từ khi lấy trứng nó sẽ nở cho mình. Rồi thì mình vừa chia sẻ toàn bộ cái quy trình, 5 cái quy trình nuôi con ruộng đen này cho thành công đó. Thì cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn ủ trứng, thì các bạn chú ý nha các bạn, giai đoạn ủ trứng là giai đoạn quan trọng nhất. Chúng ta ủ trứng là đừng để cho nó bò ra, như mình hướng dẫn đó, đừng để cho nó bò ra. Rồi các bạn cũng thăm thường xuyên đó, các bạn mà có rắc cám vòng vòng vậy rồi nhưng mà nó cũng còn bò ra, cho nên ví dụ ngày đó ngày hôm sau nó nở thì các bạn thấy cái cám mình rắc đó nó bị ướt rồi thì chúng ta rắc thêm cái nữa đó, cho nó đạt. Chứ các bạn không rắc cám vậy thì nó cỡ nào nó cũng bò rồi các bạn, 5-7 tấc thì nó cũng bò lên. Nếu mà cái thành máng ta bị ướt thì nó bò lên thì hao hụt rất là nhiều, cho nên chúng ta nuôi không đạt là từ bước đầu rồi, cái đoạn ủ trứng. Rồi cái giai đoạn mà chúng ta xuống máng cũng vậy. Rồi tất cả các giai đoạn mình hướng dẫn cho các bạn, 5 giai đoạn đều cái giai đoạn nào cũng quan trọng hết, cho nên các bạn nên chú ý xem cho kỹ cái video của mình. Rồi để chúng ta nuôi con trùng ruộng đen này, nuôi con ruộng đen này cho nó phát triển tốt để chúng ta đạt hiệu quả trong chăn nuôi. Rồi xin kính chào các bạn. Rồi hẹn lại các bạn trong cái clip tiếp theo. Rồi, nếu bạn có xem video này thì thấy bổ ích thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, xin kính chào các bạn.